Xin chào bạn Bin, chào anh Tú nha. Ồ, hôm nay anh bạn Bin và anh Tú có kẹo Huba nha các bạn. Kẹo siêu dài luôn đó. À, anh Tú là đang ăn kẹo dâu nha. Còn bạn Bin là gì? Kẹo gì? Hương gì? Hương nho. Ngon không Bin? Và kẹo siêu dài luôn nha các bạn. Dài quá trời dài luôn. Cơm luôn. Đây anh, đây anh Tú thôi. Cơm ăn gì đâu? Đây. Kiệt đâu rồi? Chủ anh Kiệt ăn chung đi. Hả à, anh Kiệt nè. Cái gì vậy? Kiệt ăn kẹo chung nè anh Kiệt. Kẹo 100% luôn đó. Wow. Nè anh, ông Nguyên ăn nữa đi. Ôi, anh Kiệt mua đâu hay dữ vậy? Mua ở chợ Bắc Phước Sang á. Nghe hả? Wow. Ha. Ngon lắm Tú. Tím đi bạn Biên. Ôi bạn Biên. Ôi anh Tú ăn hết cái xôn luôn nè. Xôn kẹo á. Kẹo Huba. Ôi nhìn lúc đầu nhìn tưởng là anh Kiệt sơn môi chứ. Tưởng con trai mà sơn môi hả anh Tú? Ừ. Thôi bây giờ ăn kẹo đi, thèm kẹo quá. À anh Kiệt ăn thử kẹo này đi con, ngon bằng không? Ngon không? Cái này cũng là kẹo Huba siêu dài đó nha. À. Giống nhau. Cái này còn có kẹo sơn môi ngon không? Kẹo sơn môi ngon hơn hả? Làm cái gì cho bạn đi. Đây là hương gì ạ? Anh Kiệt biết không? Hương dâu nha. Hương dâu. Em biết cái dây chuyền không? Wow, làm dây chuyền cho bạn Vi luôn kìa. Đúng rồi. Làm cái dài hơn. Ôi ơi, con Vin nó quá trời luôn kìa. Ngon không? Đây, wow, quá trời dài. Hai người một đầu đi. Em đi một người một đầu nha. Đây, đâu vô. Thi nha, ai ăn nhanh hơn. Ai ăn nhanh hơn, Thi đi Tú ơi. Ờ, cổ mày nha, cổ bằng miệng ai nhanh hơn nha. Cổ bằng miệng ai nhanh hơn. Ồ, sắp tới thôi. Wow, anh Tú cũng nhanh quá trời luôn. Anh Kiệt nhanh quá hả?